Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Tin Mới, và ngay sau đây sẽ là những thông tin mới nhất về tình hình chính trị xã hội được cập nhật liên tục trong 24 giờ qua. Xin mời quý vị cùng theo dõi. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với bản tin của Tin Mới trong bản tin ngày hôm nay. Các bạn thân mến, Tin Mới sẽ mang đến cho quý vị và các bạn nội dung sau. Kính chào quý vị khán giả, một cơn lốc xoáy bất ngờ sáng nay tại Trung Quốc khiến hàng trăm người thiệt mạng và hàng ngàn ngôi nhà bị thổi bay, cũng theo thông tin mới nhất trên báo Thanh Niên. Từ khi bắt đầu tấn công thành phố Trạm Giang, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc vào hôm vừa qua, thì cơn bão số 3 đã gây ra những trận mưa như chút nước và cuồng phong với sức gió lên đến 50 m trên giây. Các chuyên gia khí tượng thủy văn Quảng Đông nhận định đây là lần đầu tiên xuất hiện gió giật cấp 17 ở khu vực này. Không dừng lại ở đó, cơn bão số 3 đã khiến 15 người khác mất tích từ tối hôm qua. Tất cả các nạn nhân mất tích đều là ngư dân. Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, hàng chục ngàn người phải sơ tán. Trước tình hình bão số 3 hoành hành gây thiệt hại nghiêm trọng cả về người và của, cơ quan cứu trợ lũ lụt và hạn hán của Quảng Đông đã nâng mức độ phản ứng khẩn cấp trước bão lũ lên cấp 4, tức là cấp cao nhất. Đồng thời, Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia Trung Quốc dự báo rằng bão số 3 sẽ có thể gây mưa lớn đến 280mm trong ngày hôm nay tại một số khu vực trong tỉnh Quảng Đông. Đáng lo ngại, cơn bão số 3 đã đổ bộ vào Quảng Đông trùng với dịp nghỉ lễ ở Trung Quốc, khiến hàng ngàn du khách bị mắc kẹt trên đảo Hải Nam. Tính đến thời điểm này, đã có khoảng 75 chuyến bay bị hoãn ở Hải Nam. Bên cạnh đó, tại Philippines, nơi mà bão số 3 đổ bộ từ hôm thứ Năm tuần trước khi tấn công vào Trung Quốc cũng gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo tin mới cập nhật từ cơ quan chức năng Philippines, đến thời điểm này vẫn còn 30 người dân đang mất tích. Thưa quý vị, trước đây Hoa Kỳ luôn được biết đến là một quốc gia hứng chịu nhiều trận vòi rồng nhất trên hành tinh, thì có lẽ giờ đây vị trí đó đã bị Trung Quốc xoán ngôi. Bên cạnh những trận thiên tai như lũ lụt, mưa đá cứ đến rồi đi liên tục, gần đây thì liên tiếp một tuần nay có hàng trăm trận vòi rồng với sức tàn phá khủng khiếp, cứ bất biến không chịu rời đi với bán kính trải dài khắp cả khu vực miền Tây Trung Quốc. Từ Vân Nam đến Cam Túc, những trận vòi rồng đi qua đã gần như nuốt trọn mọi thứ. Cảnh tượng tan hoang khiến cho người dân sinh sống tại các khu vực này lao đao, không có nơi để trú thân. Kèm theo đó là những cơn mưa dữ dội làm cho cảnh vật xung quanh tiêu điều, chẳng khác nào vừa bị Mỹ thả xuống cho vài quả bom nguyên tử. Thảm họa này trong tuần qua đã cướp đi ít nhất 171 sinh mạng vô tội, làm cho hàng trăm ngàn người bị thương nặng sau khi nó xé toạc một thành phố ở phía tây bắc của Trung Quốc, khiến nhân chứng tại đây hoảng sợ cho biết. Chúng tôi dường như đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng dài tập ngoài đời thực. Chưa bao giờ chúng tôi lại thấy nhiều vòi rồng như năm nay. Trung bình một ngày cứ có từ 12 đến 20 cơn vòi rồng có kích thước lớn nhỏ khác nhau, kéo từ 20 đến 30 phút với sức gió từ 95 đến 250 km một giờ. Chúng lồng lộ từ trên cao nguyên Tây Tạng xuống các khu vực dân cư, khiến cho những ngôi nhà và mọi vật đều như bị cơn lốc cuốn bay lên không trung. Với tốc độ sức gió khủng khiếp ở trung tâm chấn động của trận lốc xoáy này đo được là 170 km/h, đó là giới hạn tột cùng trên các thang biểu của dụng cụ chuyên dùng để đo gió lốc. Điển hình nhiều video được người dân ghi lại những trận vòi rồng vào ngày hôm qua cho thấy cơn lốc xoáy quét qua một trung tâm thành phố sầm uất của tỉnh Vân Nam, khiến cho hàng loạt cây cối bị bật gốc, thậm chí những cây nhỏ vừa được trồng lại sau những thảm họa trước đó chưa kịp lớn. Nhiều cơ sở của tòa nhà cao tầng, các bệnh viện bị vỡ tung, thậm chí các mái tôn cũng chuẩn bị thổi bay. Nhiều đồ vật bay lên trời sau đó rớt xuống giống như những cơn mưa đá rơi trúng và nhiều người tử vong hàng loạt. Bên cạnh đó thì nhiều xe hơi cũng bị lật đổ ngổn ngang trên đường Tân Thành như ngày tận thế. Theo nguồn tin truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết, trên những mái của tòa nhà cũng bị phá hủy và những đường dây điện bị đánh sập ngổn ngang, nằm chồng chéo khi một cơn lốc xoáy giấy tấn công tại thành phố. Tuy một trận lốc xoáy chỉ kéo dài 25 đến 30 phút, nhưng nó đã làm thiệt hại nặng nề ở các khu vực mà đã đi qua. Với những đặc thù địa lý của khu vực, những luồng khí khô và lạnh thổi từ cao nguyên Tây Tạng xuống, trên đường đi qua phía đông tới dãy núi và đồng cát gặp phải các khoảng không khí nóng ẩm thường chuyển động phía bắc, sinh ra mỗi chuỗi các hiện tượng về khí quyển, rồi sản sinh ra các cơn lốc xoáy điên cuồng, không thể né tránh, ngăn cản hay che chắn. Vì thông thường tại Trung Quốc, tỷ lệ xuất hiện lốc xoáy không nhiều và hướng các luồng khí nóng tiếp tục dịch chuyển lên phía đông bắc của Trung Quốc, di chuyển nhanh, xảy ra trận lốc xoáy với sức gió lên khoảng 220 km/h.
hiện công tác tìm kiếm và cứu nạn cứu hộ đang được triển khai sau khi các cơ quan ứng phó khẩn cấp địa phương nhận thông báo. Vẫn còn nhiều người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và các nhà máy khu vực xảy ra. Theo Trung tâm Khí tượng Quốc gia Trung Quốc, giới lãnh đạo Trung Quốc cũng đã ra cảnh báo sẽ xuất hiện thêm dông bão và mưa đá. Mưa bão kéo theo sẽ kéo dài 60 phút kèm theo lốc xoáy với lượng mưa đo được là 155mm. Trên một video khác do người dân ghi lại được cho thấy cảnh của một người phụ nữ la hét khi lốc xoáy kèm theo gió giật mạnh cuốn những mảnh vụn bay qua nhà cô. Những mảnh thủy tinh, đồ gạch và cây cối cuộn xoáy trong không khí trong khi người dân cuống cuồng tìm nơi trú ẩn. Thành phố Lan Châu, nơi sinh sống của 3,2 triệu người bị mất điện, xe cứu thương, lính cứu hỏa và cảnh sát được điều động đến tìm kiếm và cứu hộ những người mất tích. Cảnh tượng tang thương bao trùm khu vực. Các chuyên gia tại phòng thời tiết Cam Túc đang nghiên cứu nguyên nhân của cơn lốc xoáy khi đây là một hiện tượng hiếm gặp trong khu vực. Ban đầu lốc xoáy chỉ xuất hiện như đám mây và sau đó phát triển thành một cơn dông rồi trở thành cơn lốc điên cuồng. Thường từ rất mạnh hay siêu mạnh nên ở đâu có dữ dội thì đó có thể có lốc xoáy. Cũng có khi nó sinh ra từ một dải gió giật mạnh được gọi là đường tố hay một đường cơn bão có thể cuốn theo rồi ném xuống một khoảng cách sau đó hoặc phá hủy mọi thứ, kể cả những tòa nhà xây kiên cố. Nên lốc xoáy cũng là hiện tượng khí tượng đặc biệt nguy hiểm. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn nhưng nó đã khiến cho mái tôn của tòa nhà bị thổi bay và khiến cho cả khu vực mất điện và bầu trời trở nên đen kịt. Được biết lốc xoáy hay vòi rồng có những ống hút khổng lồ có thể cuốn sạch mọi thứ trên đường đi mà chúng gặp. Tuy nhiên, phần lốc xoáy được mây dông hình thành một dạng đặc biệt là mây dông tích điện, một đám mây có thể kéo dài trong vòng vài giờ, xoáy tròn trong vùng có đường kính từ 10 đến 16 km, di chuyển hàng trăm dặm và sinh ra vô số ống hút khổng lồ. Nguồn gốc của chúng là vùng khí hậu, các luồng khí nóng đi lên, luồng khí lạnh đi xuống, đầu tiên là quá trình tương tác với con dông có chiều lên trên và chiều gió. Sự tương tác sẽ làm cho tầng khí nóng ở dưới di chuyển lên trên và xoay tròn trong không trung. Tiếp đó là sự phát triển của dòng khí lạnh di chuyển theo hướng đi xuống mặt đất. Vận tốc của dòng khí đi xuống có thể lớn hơn 160 km/h. Dù ở Trung Quốc không xảy ra thường xuyên, nhưng những cơn lốc xoáy trong một thập niên trở lại đây đã xuất hiện nhiều hơn tại các vùng Vũ Y và Thanh Hải, tập trung tới 1/3 các trận vòi rồng ở Trung Quốc. Và sau đây chúng ta cùng đến với bản tin thứ hai có trong chương trình ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, có một thông tin rất mới và rất hay liên quan trực tiếp đến thành phố Vũ Hán. Đó là mới đây nhất Vũ Hán đã nâng mức cảnh báo lũ lên mức nguy hiểm chỉ trong vòng 2 giờ đồng hồ. Hệ thống xả lũ ở Vũ Hán ở trong tình trạng tê liệt hoặc bán tê liệt và toàn bộ thành phố lại một lần nữa chìm trong biển nước. Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nâng mức ứng phó khẩn cấp để kiểm soát lũ từ cấp 3 lên cấp 2 khi mưa lớn tiếp diễn và lũ lụt tăng cao. Mưa bão và lũ lụt trong lưu vực sông Dương Tử ở Trung Quốc vẫn đang tiếp tục kéo dài. Cục Tài nguyên nước thành phố Vũ Hán cho biết từ 6 giờ 30 phút sáng qua, cấp độ ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ đã nâng lên từ cấp 3 lên cấp 2 và yêu cầu tất cả các đơn vị liên quan phải nỗ lực hết sức trong công tác phòng chống và cứu trợ thiên tai. Trước đó cũng có thông báo chính thức rằng từ 5 giờ chiều ngày hôm trước đó, cấp độ ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ tại Vũ Hán sẽ được nâng từ cấp 4 lên cấp 3 và cấp độ ứng phó khẩn cấp kiểm soát lũ sẽ tăng từ cấp 3 lên cấp 2. Người dân nơi đây đang sống lại những ngày tháng kinh hoàng của trận lũ năm 1998. Tại thời điểm này, thành phố này đã trở nên bi thảm, buồn hơn khi mà đây cũng chính là nơi xuất phát của dịch corona. Và trong những ngày vừa qua, dịch đã tái bùng phát trở lại làm cho hàng triệu người dân phải xét nghiệm cưỡng chế để tìm chủng virus. Mưa lớn trút xuống thành phố Vũ Hán ở tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc trong vài ngày qua với lượng mưa tối đa vượt 250mm. Từ sáng ngày hôm qua đến sáng ngày hôm nay, nhiều đoạn đường bị ngập và mực nước vượt cảnh báo ở một số nơi. Đến 4 giờ sáng nay, mực nước của trạm Hán Khẩu trên sông Dương Tử là 26,79m, cao hơn 1,79m so với mức phòng lũ. Mực nước tại trạm Tân Câu trên sông Hán Giang là 27,51m và vượt mức cảnh báo 0,01m. Theo dự báo của Bộ phận Khí tượng Thủy văn, ở Vũ Hán sẽ có mưa lớn. Mực nước của Trường Giang, Hán Giang và các con sông nhỏ và vừa sẽ tiếp tục tăng và tình hình phòng chống lụt bão sẽ rất nghiêm trọng.
Mưa lớn được dự báo sẽ tiếp diễn trong những ngày tới. Tình hình buộc cơ quan kiểm soát lũ lụt và cứu trợ hạn hán Vũ Hán thông báo nâng mức ứng phó khẩn cấp lên cấp 2, mức cao thứ 2 trong hệ thống ứng phó khẩn cấp lũ lụt 4 cấp của Trung Quốc. Trước đó, kênh truyền hình CCTV đã đưa tin rằng vào sáng sớm nay, toàn bộ thành phố Vũ Hán đã bị mưa bão tấn công với lượng mưa tối đa đạt hơn 250mm trong 24 giờ. Tại U Long Tiền ở quận Giang Hạ lên tới 393,6mm, cộng với việc đập Tam Hiệp toàn lực xả lũ khiến mực nước ở hạ lưu sông Dương Tử tăng vọt. Mực nước trên sông Dương Tử tại Vũ Hán đã vượt quá mực nước cảnh báo thêm 1,6m, toàn bộ thành phố lại một lần nữa chìm trong nước. Vũ Hán là nơi Covid khởi phát cuối năm 2019 và là địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất do đại dịch ở Trung Quốc. Lũ lụt diễn ra sau khi dịch bệnh khiến giới chức lo ngại về vấn đề khắc phục kinh tế tại thủ đô ở Trung Quốc sẽ càng thêm khó khăn. Mưa lớn đã tàn phá nhiều khu vực ở Trung Quốc, ảnh hưởng đến hàng triệu người và gây thiệt hại kinh tế lớn. Một số tỉnh bao gồm Hồ Bắc, An Huy, Hà Nam và sáng nay nâng mức ứng phó lũ lụt vì mưa lớn sẽ tiếp tục, mực nước ở các sông hồ địa phương sẽ tiếp tục nâng cao. Cơ quan khí tượng tỉnh An Huy dự báo lũ quét có thể tàn phá nặng nề các thành phố, thị trấn như Hoàng Sơn, Kỳ Châu, Đồng Đăng, An Khánh, kêu gọi giới chức địa phương đưa ra thông báo cảnh báo sớm, sơ tán người dân để tránh thiệt hại bởi lũ quét. Trong khi đó, Hồ Bắc đã chứng kiến 6 đợt mưa lớn bắt đầu từ tháng 6 với lượng mưa trung bình toàn tỉnh đạt 387,3mm. Mực nước tại một số trạm thủy văn dọc sông Trường Giang đã vượt gần mức cảnh báo và mực nước tại một trong 5 hồ chứa lớn nhất ở Hồ Bắc đã cao hơn mức cảnh báo. Lượng mưa trung bình tại Trung Quốc trong tháng 6 vừa qua là 112,7mm, cao hơn 13,5% so với con số được ghi nhận hàng năm. Gần 60% địa phương ở miền Nam Trung Quốc đã gặp mưa dông lớn. Giới chức cảnh báo miền Nam Trung Quốc sẽ tiếp tục hứng chịu các trận mưa lớn đến hết tháng 7 này. Đập Tam Hiệp, tỉnh Hồ Bắc đã chứng kiến đợt lũ đầu tiên trong năm trên sông Trường Giang với lưu lượng 50.000 mét khối trên giây. Hôm qua, đài truyền hình CCTV công bố video đập Tam Hiệp mở 3 cửa xả lũ để giảm bớt tác động đến vùng hạ lưu. Theo truyền thông Trung Quốc đưa tin, sau trận đại hồng thủy số 2 xuất hiện ở sông Trường Giang, đập Tam Hiệp đã mở 3 cửa xả lũ. Tuy nhiên, đỉnh lũ vẫn chưa đến và mực nước ở Tam Hiệp không giảm mà ngược lại vẫn tăng và có thể xảy ra mất kiểm soát. Theo thống kê chính thức của CCTV, sau khi chính quyền tuyên bố mở cửa xả lũ thứ 3, mực nước của đập Tam Hiệp tăng lên 140,87m vào lúc 3 giờ chiều ngày hôm qua. Vào lúc 10 giờ tối qua, mực nước tăng lên 149,4m và lúc 7 giờ tối nay, mực nước của Tam Hiệp đạt 149,54m. Đoạn video được cư dân mạng đăng tải cho thấy vào ngày hôm kia, đại lộ Hữu Nghị Vũ Hán đã biến thành một dòng sông với độ sâu khoảng nửa mét. Đại lộ Hữu Nghị của Vũ Hán là một đại lộ chính song song với sông Dương Tử, chỉ cách sông Dương Tử 2 dãy nhà. Đại lộ Hữu Nghị đã bị ngập lụt tới mức này và có thể suy ra được thảm họa ở các khu vực khác của Vũ Hán thậm chí còn tồi tệ hơn. Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc, miền Trung Trung Quốc sáng hôm nay nâng mức ứng phó khẩn cấp mưa lũ lên cấp 2, cấp thứ 2 trong hệ thống cảnh báo 4 cấp của nước này. Trong khi báo đài nói là đỉnh lũ của đập Tam Hiệp đã qua, nhưng trên thực tế phát đi cảnh báo lũ lại gia tăng. Đó sẽ là một điều hết sức khó hiểu, bất thường và đầy nghi vấn. Người dân nơi đây lo sợ rằng nhà cầm quyền đang cố tình che đậy thông tin để lòng dân khỏi náo loạn. Các trận mưa lớn đổ xuống Vũ Hán trong 3 ngày qua với lượng mưa tối đa đạt hơn 250mm từ sáng hôm kia khiến nhiều chặng đường bị ngập và mực nước sông ở một số nơi vượt qua mức cảnh báo. Theo Tân Hoa Xã, trong ảnh các công dân theo dõi mực nước tại đền Long Quan ở Vũ Hán, giới chức Trung Quốc đã đưa ra cảnh báo từ tháng 6 rằng thành phố này và các thành phố khác ở vùng trung lưu sông Trường Giang sẽ phải đối mặt với lượng mưa cao kỷ lục trong năm nay. Trước sức tàn phá của lũ lụt, các công dân chấn đê tại đền Long Quan ở Vũ Hán vào sáng hôm qua đề phòng sập luôn đền nổi tiếng này. Những cơn mưa lớn tiếp tục đổ xuống nhiều thành phố ở Trung Quốc vào sáng nay, từ Trùng Khánh phía Tây Nam cho đến Thượng Hải ở bờ biển phía Đông, các tỉnh Chiết Giang, An Huy và Giang Tô đều nâng 4 mức cảnh báo màu vàng. Theo số liệu từ Bộ Tài nguyên nước Trung Quốc, mực nước đã vượt qua mức cảnh báo tại hơn 50 địa điểm dọc theo các con sông trên cả nước, theo Reuters đưa tin. Ông Chen Tao, chuyên gia dự báo cấp cao của cơ quan khí tượng Trung Quốc cho biết các khu vực dọc theo sông Trường Giang có thể chứng kiến lượng mưa lên tới 100mm trong ngày hôm nay và những ngày tới.
Theo ông Chen, cần chú ý đặc biệt đến tình hình lũ ở các con sông vừa và nhỏ vì dễ có khả năng xảy ra lở đất cũng như ngập lụt ở khu vực đất canh tác nông nghiệp. Trong ảnh nước ngập đến gần đầu gối, người dân sau cơn mưa kéo dài 2 ngày ở Vũ Hán, mưa lớn có thể là bước đầu tiên trong chuỗi các thảm họa, ông Chen nhận định trên trang web của cơ quan khí tượng. Các quan chức cho biết lượng mưa trong tháng 6 cao hơn 13,5% so với mức trung bình mùa mưa. Những cơn mưa lớn mà dông xuất hiện nhiều hơn 45% so với mức trung bình giai đoạn năm 2017 đến năm 2019. Mưa lớn và lũ lụt đã ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 20 triệu người Trung Quốc, tàn phá phần lớn đất nước và gây ra thiệt hại kinh tế ước tính vào khoảng 5,9 tỷ đô la Mỹ. Và thông tin trên cũng đã kết thúc chương trình hôm nay của Tin Mới. Để không bỏ lỡ những thông tin của chúng tôi, quý vị hãy bấm like, share và subscribe để nhận được thông báo mới nhất khi chúng tôi phát sóng. Còn bây giờ xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Vừa rồi là những thông tin mới nhất mà chúng tôi mới cập nhật. Quý vị và các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh và ấn phần nút chuông để nhận những thông tin mới nhất về video của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo của chương trình.